bở vậy mệt nổi đó. Thử tắt thử coi, nói chung vậy buồn thiệt á. Ví dụ nguyên lớp mà tắt cam hết, tôi nói chuyện với ai đấy, kiểu 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 mấy đứa khùng 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 vậy đó thì ok được đó, nó hợp. Đâu có chửi, chờ cái chữ khùng của tôi nó giá trị vậy lắm em, đâu phải khơi khơi à, đâu phải khơi khơi mà chửi khùng. Mấy đứa kia kêu chửi khùng chửi đâu được đấy. Rồi trở lại vấn đề chính nha, vấn đề phụ là mình sẽ hướng dẫn cái làm cái poster hay banner gì đó assignment 2 đó. Nghĩa là bữa hổm là giai đoạn 1 mình đã lên kế hoạch rồi. Mình đã xác định rằng ở trên trang Zin, trên trang kênh 14, trên trang 24 giờ hay gì 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 đó thì mình sẽ có cái banner đứng. Đó. Rồi mình sẽ có banner ngang để trên cái trang bị Facebook, mình có banner vuông để mình để vô avatar, hoặc là để có một số cái banner để mình quảng cáo bài viết. Thì những cái đó mình phải làm cùng một style. Đấy. Tức là mình chỉ cần background, chỉ cần họa tiết, chỉ cần nội dung nó giống, còn bố cục nó lệch lệch tí xíu chả sao hết. Giống như ba cái tôi đang vừa làm cái lớp kia ở đây nè. Một lát mình sẽ làm cái chủ đề khác, lớp mình sẽ làm chủ đề khác. Để mỗi lớp nó có một chủ đề, cái mình theo dõi nhiều cái chủ đề nó vui nha. Rồi, trước khi tới phần đó thì bây giờ nói cái phần lớp tí xíu đi. Lớp 4 ha. Bài cuối ha. Tại trong cái bài này nó có khá nhiều cái kỹ năng mà mình cần biết. Hình dung không? Khá nhiều kỹ năng mà mình cần biết. Thứ nhất là, các bạn coi bài mẫu trước nha. Thôi hết rồi người đã xa tôi. Coi bài mẫu trước. Các bạn thấy bài mẫu thế nào? Người mẫu đẹp ha. Bắt rau sáng. Rồi, tức những gì? Rồi, bắt rau sáng ha. Nghĩa là những cái gì mình đã làm được với cái hình này. Bắt rau mình làm được nè. Đấy, cái chữ này mình gõ được nè. Mình sắp xếp như vậy được luôn nè. Cái chuyển sắc trong cái chữ này mình sử dụng được luôn nè. Đó, chữ, cái hình lồng vô cái khung này mình làm được luôn nè. Cái này có shadow nè. Rồi, cái này cái viền nè. Tất cả mình đều làm được hết á. Nha, tôi nghĩ thôi. Nhưng mà thực tế thì không biết sao. Cái nào trả lời? Trả lời thử một câu coi. Làm được bao nhiêu phần trăm trên này? Sao vậy? Sao? Rồi bắt đầu làm này ha. Ctrl A, Ctrl C. Đố các bạn để làm gì? Để làm Ctrl N. Ok. Ha. Rồi bắt đầu đưa cái hình kia vô. Hoặc là chưa đưa. Mình bắt đầu mình cắt hình nè. Đối với những cái hình mà đối tượng á, đối tượng nó độc lập với cái nền á, cái nền khó hay không khó á, thì mình sẽ làm dễ lắm. Mình lấy đồ mình quét lên là xong ha. Quét 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 quét. Rồi cái nào mà nó đó. Thế nè, cái bắt ra màu đen, cái này màu đen. Đấy, nó còn hơi bị sai sai tí xíu thì mình dùng mát thôi. Rồi chỗ này nó không ăn vô rồi. Chết bà nội rồi. Rồi phá sản. Ừ, cái này là phá sản. Nói chung là cách nào cũng được. Nhưng mà do kinh nghiệm thì mình sẽ làm nó nhanh hơn. Còn chưa có kinh nghiệm thì làm chậm hơn. Thế thôi. Tức là những cái màu nào nó bị tương đồng á. Tức là cái mẫu nó cũng đậm mà cái nền nó cũng đậm. Thì người ta gọi là tương đồng, khó tách. Thì mình sẽ làm cái chuyện này nè. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng cực kỳ. Vô cửa sổ. Channel. Ha. Rồi. Mình mượn cái blue. Mình mượn cái blue. Mình nhân bản nó lên. Rồi. Mình chỉnh cái blue này cho nó tương phản mạnh lên tí xíu. Ctrl L để chỉnh tương phản. Tương phản là gì? Sáng ra sáng, đen ra đen. Đó. Sáng ra sáng, đen ra đen. Để chi? Để nó chọn cái đối tượng cho nó dễ hơn. Nha. Ở mức có thể. Các bạn thấy nè, nó rõ ràng hơn tí xíu nè. Đó, ok. Thì bây giờ mình chỉ cần là thao tác là menu select. Vô cái phần là select object. Ok. Nó tự biết cái nào là đối tượng, cái nào là background. Rồi. Đó, nó chọn hết trơn rồi đó ha. Chỉ còn cái ống kính thôi. Thì bây giờ mình vẽ thêm cái phần ống kính thôi các bạn nha. Vẽ ẩu thêm phần ống kính tí xíu đi. Nhân bản lên. Mình có thể lấy bất kỳ công cụ nào mà mình nhuần nhuyễn nhất. Hoặc là một lát mình sẽ sử dụng pen tool để mình làm cũng được nha. Rồi.
Bây giờ tôi trở về cái chính, cái hình chính của mình là RGB ha. Bữa nay mình mượn cái nền nhân bản lên để mình chỉnh tương phản. Rồi bây giờ trở ngược lại cái layer. Bây giờ cái channel nghỉ sử dụng rồi đó. Mở layer lên. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ cho cái phần này nè. Smooth. Ok, bây giờ mình sẽ tách nền. Mask layer là xong. Nha, mất tiêu cái máy rồi. Rồi. Mất tiêu cái máy rồi. Mask layer ha, còn Gen Z cái này đi. Mất tiêu cái ống kính rồi. Thì bây giờ mình nhân bản lên ha. Mình đem xuống đây. Trả cái background lại. Bỏ cái phần mask đi. Rồi bây giờ mình quét nè. Mình opacity một thằng đi. Opacity thằng này đi chứ quên. Đó. Để mình thấy cái hiểu không? Đúng rồi, để mình canh ống kính nè. Opacity thằng dưới đi nè. Đó, để mình canh ống kính mình vẽ thêm cái bát này. Mình có mask layer nè. Đấy, bây giờ mình vẽ thêm cái này thôi. Cái phần nào mình chưa lấy được phóng to lên. Lấy pen vẽ. Vẽ thêm cái phần này nè. Đó, lấy pen vẽ ha. Muốn tạo đường cong thì sao? Ôm lại thôi. Nhấn giữ chuột trái, rê nhẹ một cái. Đường thẳng thì dễ rồi, đường cong nó mới khó. Biết cái ống kính không? Biết cái len không? Ai không biết thì ra cái tiệm máy ảnh 24 giờ mua một cái coi. Tiền bạc đâu mua hai ơi. Ủa hai mua mắt kính, mua cái ống kính mà không mua cái máy sao chụp hai? Không, mua để cho biết thôi em. Rồi xong trả lại. Tại vì nó có cầm chỗ nó dí mình không thầy. Không. Người ta cần khách hàng lắm em. Rồi, mình vẽ hết cái phần này mình bôi vô đây. Cộng cho enter. Tô màu gì để thấy đây? Tô màu gì vô đây để thấy thêm cái ống kính. Control delete ha, màu trắng. Hay quá, màu trắng, chính xác là màu trắng. Rồi, bây giờ lấy cái brush màu trắng tô thêm một số tóc hoặc là màu đen, bỏ bớt số tóc cho nó đẹp đi. Nè, chỗ này nó bị sai sai nè. Đó, chỗ này nó dơ dơ nè. Nó dơ. Chỗ nào dơ thì mình lấy cái rết màu đen ha. Cái gì nó học mà nó ngồi cười không vậy trời ơi, là trời. Đừng có nói dơ. Thì dơ nó dơ chứ sao giờ trời. Dơ mà nói sạch sao được. Hả? Nó nói cái gì ta? Như cái bài mà súng mơ thầy thầy nó dơ dơ nên ngồi coi mắc cười. Súng mơ là gì? Ông hoài cái hàm kiếp đó thầy. Cái bài bể thầy. À. Cái vụ tua tua anh biết nó chưa? Ủa có vụ gì mà dơ? Có thầy nói màu tô màu đen này hơi dơ dơ nên tô màu trắng. Rồi. Như vậy các bạn mới nhớ ha. Rồi để cái người qua xích bên phải tí xíu. Tại sao qua phải tí xíu? Bố cục một ba mẫu bố cục là rất là quan trọng, rất là xịn sò trong thiết kế của mình. Nhớ ngoài cái bố cục giữa là cái nó mồ là chuyện bình thường rồi. Bố cục một ba nó mới hay, nó mới vui. Rồi bây giờ làm cái nền nè. Cái nền thì dễ rồi ha. Chuyển sắc làm mấy lần rồi. Chọn công cụ Radian. Chọn cái kiểu tô là tròn. Chọn hai cái màu. Một cái màu là sáng, một cái màu là màu xanh. Màu xanh tôi lấy từ đâu? Tôi lấy từ trong cái áo nè. Đó, mai mốt các bạn cũng bắt chước như thế á. Mình phải sử dụng những cái sắc độ mà trong cái hình nó có sẵn ha, nó tươi nó nhạt nó làm sao đó tùy mình chỉnh thêm, miễn sao nó là tông xanh là ok. Rồi đối diện với tông xanh là cái tông da của mình, tông da của mình là mình chấm đại đâu đó đi, rồi mình cho thêm một cái miếng cho nó sáng sáng lên xíu ha, là ok. Đó thì trong cái hình này chỉ có hai màu đó thôi, thì mình sử dụng chuyển sắc hai màu đó và mình chọn cái kiểu tô là kiểu tròn ha, radiant radio. Rồi mình nhấn giữ chuột ở đây nè, mình kéo xuống đây, chết cha. Chọn layer một thằng đó nó thông minh đó ha, thầy chưa chọn layer chính xác đó, ngon ha, giống như ánh sáng chiếu từ đây qua vậy đó, ngon cực kỳ ngon, ngon xịn luôn. Rồi chỗ này dơ thì mình chịu khó là mình đi ben kỹ lại tí xíu chỗ này nữa là ok. Rồi còn phần nào không biết không, thả cái hình vô cái hình bo góc được chưa?
Rồi vẽ cái hình bo góc ha. Nếu cái góc, cái tròn tròn góc này để cho bo bự bo nhỏ. Rồi xô nghiêng cái này nhẹ cái. Ok, cho nó shadow đi ly. Cái này mình biết rồi nè. Double lid vô đây nè. Shadow nè. Viền màu xanh nè là chót nè. Cho cái viền màu xanh nè lít vô. Lít vô cái màu xanh đậm đậm này nè. Đó, cho màu xanh đậm đậm tươi tươi lên xíu. Ok nè. Sai nè. Cái sai là chỉnh độ dày của viền nè. Đó. Ha, rồi shadow nè các bạn, chú ý về shadow nè. Cái distance này nè là cái khoảng cách giữa hình với ô vuông. Đó, thấy chưa? Rồi mình cố gắng mình phải chọn cái hướng cho đúng với cái hướng ánh sáng của mình. Bên trái qua. Đây, khoảng cách. Rồi cái này là không nè. Đó, giống như cái bài bữa hổm, cái bài shadow bữa hổm. Ok nè. Bây giờ mình lấy cái hình mình thả vô là xong. Ctrl A, Ctrl C. Rồi Ctrl V. Hình to quá, scale nhỏ lại. Rồi, xoay chuyển như thế nào đó cho thấy hết mọi người. Rồi thả vô. Rồi thả vô. ALT lít vô đây là thả vô là xong. Nha, thật là vi diệu. Rồi chỉ còn một cái khó nữa thôi. Là cái chữ ký này nè. Với cái chữ này nè. Chữ này thì biết làm rồi ha. Cái chữ này làm sao? Mai mốt các bạn muốn ký tên, các bạn nên ký trên cái nền trắng. Còn cái nền nó bị đục á thì các bạn phải Ctrl L. Các bạn chỉnh làm sao mà cho nó trắng lên. Trắng ra trắng, đen ra đen là ok. Rồi mình lấy cái hình đó đó, mình đem qua bên cái chỗ nào mình cần đặt chữ ký á. Ví dụ đây. Đây, mình để đây ha. Mình không cần tách gì cả. Tách thì cái nét này nó sai ngay, nó không có đẹp. Nét mỏng quá mà tách là không được. Cho nên để nguyên vậy đi. Mình chọn chế độ hòa trộn. Ngay cái chỗ chữ nó mồ thì người ta gọi là chế độ hòa trộn layer. Gọi là blending mode ha. Mình lít vô đây. Mình chọn chế độ là multi line để bỏ cái nền trắng. Rồi. Thấy không? Còn cái chữ ký không à? Xuất sắc ha. Photoshop có khác. Hoài wow, mấy cái ví dụ mấy cái hình mà nó có cái nền trắng mình cũng cái đó được hả? Được luôn em. Mình tách bóc những cái đối tượng mà cái nền trắng á làm vậy đẹp. Nha. Nhưng mà với điều kiện là cái đối tượng nó không liên quan gì hết trơn ha. Còn gặp những cái background khác thì cái đối tượng nó bị thay đổi màu. Nha, tại chữ ký này nó màu đen thì nó là màu đen, nó không thay đổi màu. Còn đối tượng khác là bị thay đổi màu. Rồi, bây giờ tới cái chữ designer này nè. Biết làm không? Nhìn dễ không phải dễ nha. Tập trung nha, rất là khó nha. Đó, khó cực kỳ chỗ này nè. Rồi, muốn lấy chữ viền thì cái chữ đó phải dày lên thì mình lấy viền nó mới đẹp. Còn không dày là lấy viền không có đẹp ha. Rồi, ok. Cầm trên T xoay lại, ship xoay để cho nó xoay ngay góc. Mỗi một lần ship xoay vậy là 15 độ hay sao á. Rồi mình đặt để ngay đây đi. Đặt cho đúng ha. Các bạn cố gắng tập làm cho nó giống nha. Trên dưới trái phải cho nó giống. Rồi các bạn chỉ cần làm như thế này nè. Double click vô đây. Mình chọn cái chót màu trắng luôn. Rồi chót này là 1 pixel luôn. 1 hay 2 gì cũng được. Một lát opacity sao. Rồi ok. Bước tiếp theo làm gì? Mình bỏ cái fill màu trắng này ra bằng cách là vô cái chỗ này nè. Ngay cái lơ có cái fill này thấy không? Rồi, mình kéo nó về bên trái bằng 0% là nó còn cái chót không thôi. Hình dung không? Đỉnh chứ. Trời đất ơi, làm cái gì học phải ra học chứ. Rồi, 10 điểm. Ok, đẹp ha. Mẫu này đẹp trai, sáng sủa. Cười hoài luôn. Vậy thấy cái bài này em tưởng là em đọc cái gì ta, đừng ghép ảnh của mình ấy. Em tưởng là em lấy hình em chứ ghép. Em lấy hình em ghép em học được cái gì? Thằng này. Mình phải làm em đúng. Em bỏ cái hình thầy ra em đưa mặt em vào. Ok em cứ để em để vô đi. Hả? Ý nghe mà nó cắt cái mặt nó dán vô mặt thầy. Ừ. Ok hợp ha, hợp lý. Rồi đẹp nha, ổn nha, bài số 3 ok nha. Chữ kia các bạn tự làm thử coi nó đẹp không. Ơi 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 ơi.